giật mình để mình thả nó nha. Mình thả nha. Đi đi bạn ơi. Kìa 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 kìa, mọi người nó chạy kìa. Rồi, chạy lúc xuống rồi. Cái cần kia nó ăn nè mọi người. Cần nãy mình câu cần dung câu cá chạch nha. Nó ăn chắc dính cá chạch rồi. Mọi người nhìn cái view đẹp không? Trời buổi chiều á, nó nắng vô sát luôn. Kìa 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 kìa, nó ăn kìa mọi người. Nó ăn kìa. Ăn kìa, giật quá trời kìa. Đó. Nắng nó sát vô tới đó nên là mình lấy cái máy mình ấy nó ăn nè mọi người. Ăn nè. Đó, mọi người thấy cái dây không? Cái dây nó giật đó mọi người. Dính cá chạch rồi mọi người ha. Dính cá chạch rồi. Rồi, mình kéo lên bắt con cá chạch nha mọi người. Hy vọng là chạch to nha. Mà thầy thấy nước trong xanh luôn mọi người. Bắt đầu nè, lên. Lên, giật quá. Ui, giật. Ui, chặt to à, nắng à. Ui, kìa, 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 kìa. Ui, kìa mọi người, thấy không? Đó. Ui, to. To thế. Ui, to. Lên luôn. Đó, to mọi người ơi. Mình thấy chặt không? To. Kéo, mạnh quá trời mạnh luôn. Thôi dễ dữ vậy. Đó. Ui trời. Mọi người thấy không? Khiếp chưa? Trời ơi, nó mạnh, nó khỏe. Chạch rừng nó khỏe ghê không mọi người? Khiếp không? Mọi người thấy không? Chạch rừng ha. Nó khỏe kinh thiệt chứ. Quậy khiếp thiệt. Rồi để mình ấy ra nha mọi người nha. Bây giờ mình cắn nó ra nha. Cắn lưỡi ra chứ chắc nuốt lưỡi rồi. Đấy, em Tài bên kia đang lên cá nha mọi người. Đó, lên cá, lên. Ồ, em Tài bên kia đang lên cá kìa. Đang chạy. Đây nè mọi người, mình cột cái võng ngay chỗ này nha. Chỗ này nó cũng khá là mát ha. Rồi những cái cần ở bên kia, mình cứ đánh lăng xê á mọi người. Đánh lăng xê với đánh quả sung nha. Để sang hàng. Đó, thì câu một cần cá chạch thôi. Để cho nó ren ren cho nó vui á. Là mình câu, mình sang cả một buổi luôn nha mọi người nha. Đó, đợi khi nào mà nó kéo chạy đề một phát là coi như là có hàng không mọi người ha. Thuyền để tiếp dưới kia nha. Bây giờ nước đập chưa xả ha mọi người ha. Wow, cần cá mọi người. Cần cá này. Đó, mọi người phải lên cá không? Đó. Đó mọi người, lên cá rồi. Để cho nó nuốt luôn nha mọi người. Cá chạch á, cá chạch đây to lắm. Mình câu 3 cần luôn nè. Đó. Quá đã luôn. Để cho nó nuốt luôn mọi người. Đó. Đây, mình câu 1 cần, 2 cần. Cần này mình câu trái sung. Ui dồi. Giật mạnh rồi. Mạnh rồi. Ngon rồi mọi người. Để cho nó nuốt luôn nha. Đó, mình câu kia cần nữa nè mọi người. Chỗ kia cần nữa nha. Rồi, lên hàng, kéo hàng được rồi. Đấy, tháo cái chuông ra. Hy vọng là chạch to nha. Thấy kéo mạnh nè, biết sao. Vậy. Ui, nhỏ mọi người ơi. Mọi người thấy không? Coi nó bơi kìa. Ui trời, nhỏ à. Nó to. Nhỏ thế nhỉ.
À, sao nay chặt nhỏ vậy? À, lên mọi người. Ui, chặt nhỏ quá. Quá trời nhỏ luôn. Nhỏ thê thảm luôn á. Quá nhỏ mọi người. Tiếp tục cá anh mọi người. Cần này cá anh nha, tiếp tục cá anh. Đó, để cho nó nuốt. Đó, để cho nó nuốt mọi người. Đào. Rồi, chặt rồi. Đó, để cho nó nuốt nha mọi người. Đó, 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 đó. Đã, đã, ui, đã, đã. Đã, đã nha. Rồi, để đây mình đang kéo nó nha, bắt nó. Ok luôn, con này chắc to lắm mọi người. Cứ bình tĩnh, cá chạch này anh bình tĩnh nha mọi người, không có gì vội hết. Rồi. Ra. Dứt hàng. Cá chạch này anh cứ bình tĩnh nha mọi người. Dứt hàng nó liền. Chặt to mọi người ơi, to lắm. Wow. Chặt to, chặt to. Wow, to mọi người, to 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 to. To nha, to nè. To nè mọi người. Wow, chặt to nha mọi người. Hai lạng nha. Đã. Thả xuống, thả xuống. Thả xuống. Thôi. Đó, mình nói chặt nó anh cứ từ từ nha mọi người. Chặt nó anh cứ từ từ, không có việc gì phải vội hết. Dứt hàng. Nè mọi người. Cứ bắt chặt nha. Đâu, trốn đâu rồi? Trốn vô hốc đâu rồi? Kìa, kìa, kìa. Chui chi vô hốc vậy? Ra đây. Trời, chui vô rồi. Đây, đây. Chui lò cái đầu lên đây. Chui hả mày, lẫn như chạch. Rồi, để mình gỡ nó nha mọi người. Để mình gỡ nó ra. Chào mọi người nha. Sau một ngày... sau một ngày câu cá rất là miệt mài mọi người, thì đánh lăng xê là sang hàng đó mọi người, thì cũng không có hàng nha mọi người nha. Thì anh em mình câu cá chạch thôi, thì đem nhiều cần đó mọi người, không có hàng đó thì mình câu cá chạch nha. Bây giờ này mọi người cùng theo dõi bữa cơm của anh em mình, cơm tối anh em mình nha. Mọi người xem nè, đây là món cá chạch kho nha. Anh em mình là hái lá chua rừng đó mọi người, nấu lại với nấu với cá chạch nữa luôn. Nói chung là câu được 5 con cá chạch rất là to nha mọi người. Đó, rồi nấu cơm, ăn cơm ha. Anh em mình ăn cơm tối. Rồi sáng ngày mai ra rồi anh em mình câu tới trưa nữa rồi sẽ được cá thì sẽ mang về để ăn Tết nha mọi người nha. Đây, hôm nay em Tài đạo diễn đạo diễn nấu ăn, còn mình chỉ nấu cơm thôi nha mọi người. Em đồ bếp Tài, chính mà. Em Tài luôn luôn nấu đồ ăn còn mình nấu cơm. Đó. Đây, em review thử một cục cho mọi người xem ơi. Mọi người ăn thôi, ăn món gì trước? Em khoai canh, em làm miếng rau đã. Ừ. Chảy nước miếng đó mọi người, đói bụng quá. Rau này chua, ăn ngon lắm. Chua chua nè. Ngon quá ngon. Đã ha. Làm miếng cá chạch coi. Miếng cá chạch ra. Khúc mà. Khúc mà, thịt không à, chạch to không à mọi người. Rất là to ha. Quá đã ha.
ngon ngon, béo, dai, 10 điểm. Em nấu ăn ngon quá, kỳ thiệt chứ. Biết mày mốt nấu dở dở lại cho đỡ phải nấu. Nó ngon quá, nấu hoài à. Nó nấu ăn rất là ngon nha mọi người. Đặc biệt là sở trường là kho cá. Đi rừng là kho cá. Thôi rồi quay cho anh nhức nách. Quay cho anh review một cái coi. Nhức nách. Mọi người, thật là thoải mái. Giây phút được ăn là giây phút rất là thoải mái nha mọi người. Ê, con kiến trong nồi cơm kìa. Con kiến trong nồi cơm kìa. Mình xin phép mọi người là review mọi người là em Tài nó quay mình để mình ăn một cục cá chạch nha mọi người nha. Rất là thèm cá chạch. Đây. Đây mọi người. Wow, đang khói bốc lên nè. Cái đó mặn đó anh. Cái chừng ăn với cơm mới không. Anh khói ăn mặn mặn nha. Đi rừng khói ăn mặn nha. Nó đậm đà. Quên mời mọi người rồi. Tối quá. Mời mọi người nha. Wow, thịt cá chạch nó ngọt. Mềm. Ôi trời, quá ngon rồi. Mình làm sạch sẽ. Mời mọi người nha, ngon quá. Sao anh? Dế hả? Không. Em làm sao có... Con cua phải không? Con cua. Không phải, biết sao không? Là em không có mổ bụng ra mà em cắt khúc ra rồi em bứt rứt cái ruột ra thôi. Cái đó em nhìn thấy có cái trứng em tiếc quá em trừa lại đó. Cua ăn ngon mà. Còn chỉ có cái đầu là em làm kỹ thôi, em lấy cái lưỡi câu ra thôi. Cục thịt nè. Tại vì cái ruột nó sạch lắm, ăn được hết. Nấu chín là ăn được hết. Wow. Ngon quá. Gan, làm miếng rau canh nữa không? Ít rau quá cái đợt này. Rau, đó. Rau cải trời đúng không? Tàu bay, em gọi là tàu bay. Cải trời. Ăn một miếng canh chua. Cái này là lá chua rừng với lại cải trời nữa mọi người. Nãy đi hái được. Cái cải trời nó thơm. Làm miếng rượu không bạn? À, đã quá mọi người. Nè, cái chai rượu nè, chai rượu nhỏ em đem theo nè, làm hấp đi. Rồi, review cảnh ăn uống buổi tối như vậy. Xong rồi bây giờ anh em mình ra cần nha mọi người nha. Làm hấp rượu đi. Rồi anh. Không làm hấp rượu hả? Không. Quá đã. Để đây. Xong chưa? Xin phép mọi người anh em mình tập trung ăn cơm nha mọi người. Rồi ra cần câu đêm ha. Bây giờ nước đập đang xả nên anh em mình tranh thủ ăn cơm. Bỏ cần ở trên bờ rồi mọi người nha. Rượu thơm quá.